nước hết. Dưới kia đi.
mấy đò chạy nữa mẹ. Bữa ta nghỉ, ta nghỉ chạy đò hết. Qua phà không? Biết có qua phà chơi không?
khai đi đường nào? Khỏi chứ. Được rồi, quay lại. Mình đi xuống phà.
chứ không còn ổ gà nữa. Ủa à? Lỗ mới đó, mới làm đó, đi thẳng vô Gành Hào á, ra tới cửa biển luôn cái đường này nè, bây giờ nè, đi thẳng tới cửa biển luôn, nó làm bự vậy đó. Thì làm cái cầu vượt này để người ta đi qua Gành Hào cho dễ mà. Vậy đó mà thấy mấy người đi qua phà cũng đông, tại sao quá, có 5.000 người ta đi qua phà đó rồi. Cầu vượt mà, cầu vượt giá gai đó. Ban đêm ở đây vui lắm, mát. Trước ở đây có đạp dịch mà bây giờ người ta nghỉ rồi, đúng không Lý? Đi bộ đó, quay mới thấy mà chạy đâu. À, đi Cà Mau rồi đi Cạnh Đền nè, Cạnh Đền thì đi thẳng. Lòng vòng đi đường Bắc Nam thì đi đường này, đi vô coi thử không? Cũng về nhà mình được á, giống này nè, thẳng thôi chạy về nhà mà nào rảnh là đi, trong đường đó rộng đẹp lắm. Cầu Trần Văn Sớm chiều dài 646 mét. Đêm mới thôi đèn sáng chừng. Kiếm mua cho nở các bánh mì nè. Bánh mì thịt. Trường Trung học Phổ thông Giá Gai.